Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Lâu lắm rồi mình không làm một cái video về cái máy tính, về những linh kiện về PC. Thì hôm nay mình mua cái Intel Wi-Fi 6, cái bộ kit này các bạn. Đây, cái bộ kit nó. Thì tại sao mình mua cái này? Tại vì á, cái PC hiện tại của mình á, mình đang sử dụng cái cục này. Cái cục này được của hàng TP-Link, nghĩa là nó sẽ thu sóng Wi-Fi. Xong rồi mình kết nối qua một cái cổng dây lan này các bạn. Đấy, thì mình sắp chuyển nhà rồi, cho nên mình muốn mình không dùng đó nữa, mình không dùng cục đó để mà mình thu sóng Wi-Fi nữa, mà mình sẽ dùng cái bộ kit Wi-Fi. Tại vì cái mainboard của mình có hỗ trợ cái loại hẹn này các bạn, cái này gọi là cái Wi-Fi mà dạng module ở trên laptop á. Thì này, cái bộ này mình mua cỡ khoảng 800.000 đây. Thì các bạn lưu ý nha, khi các bạn mua cái sản phẩm này đó thì phải có tem đó, tem chứng nhận này kia, rồi cái nơi xuất xứ của nó này, cái là cái tem bạc mới của Intel này. Và phải giữ ngày này các bạn, giữ cái hộp lại, nó bảo hàng heo hộp chứ không bảo hàng heo phiếu. Đấy, phải giữ cái hộp lại. Rồi đây là cái bên trong một cái hộp mình khui sẵn là gì, mình ngăn tặng cầm một tay á, mấy cái cây tripod của mình cho người ta mượn đi quay phim rồi, mình không có cầm cái cây nào nên hơi khó thao tác. Thế thì đây, bộ kit nó là gồm hai cái râu nha các bạn, một cái module và hai cọng dây kết nối qua không qua cái này. Thì cái này đó là các bạn tháo trong đây nè, tháo cái cây ra gắn vô là xong. Thì đây có cái hồi sách hướng dẫn. Đấy, nói chung là đơn giản lắm bạn, tháo cái phía sau máy tính ra, gắn cái cây này vô, rồi gắn cái module này vô cái men. Thì cái rãnh này nó giống như cái rãnh của cái SSD M2 đó bạn. Đấy, mở vô là xong. Rồi lưu ý thêm cái nữa là trước khi các bạn làm những cái thao tác như là mấy các bạn gắn hay vô PC, thì làm dùng mình cái thao tác này là các bạn phải lên cái trang chủ Intel á, các bạn download cái hai thứ. Thứ nhất là cái driver của cái Wi-Fi ha các bạn. Đấy, thứ hai là download cái driver của cái Bluetooth các bạn, hiểu không? Đây nó có hai bộ này, Wi-Fi Bluetooth. Tại vì cái module này nó hỗ trợ cả hai luôn, là vừa Wi-Fi vừa Bluetooth, nó tiện lắm. Đấy, thì các bạn download về máy trước, xong rồi để đó, hoặc không các bạn cài luôn cũng được, cài xong rồi các bạn tắt máy, xong rồi các bạn gắn vô. Thì cái hao lắc gắn á, thì chắc là mình sẽ lượt bớt lại, là vì nó gắn dễ đó các bạn, không có khó đâu. Rồi bây giờ mình install cái driver này vô, rồi gắn vô máy, rồi chạy một lượt test lại nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem mình sẽ chạy cái speed test. Mình đang xài mạng FPT nha các bạn, chọn với FPT luôn. Thì hiện tại mạng của mình như thế này là download là khoảng 60-65, thì nó đúng về cái tốc độ mạng mà mình đăng ký đó. Cái đó là dùng cái cục TP-Link nha các bạn. Đây là dùng cái cục TP-Link, là cục này đây. Đấy, chứ nữa mình sẽ gắn cái module mới vô, module này vô rồi để coi thử nó đúng không nha. Rồi ghi nhận nha, 63 là download, 60 upload, ok, 63-63 như nhau. Rồi các bạn chờ xíu nhé. Rồi sau khi mà mình đã gắn vô được cái chỗ này đúng không ạ, các bạn kiểm tra giùm mình một việc nha, là cái cọng dây á, là cái cọng dây này nha, dây cáp luôn á, để bảo đảm là không cạo vào cái cạp VRA nha các bạn. Cái cạo vô là lúc đó có chuyện mở đó mấy. Đây thì hai cái râu mình sẽ gắn vô đây.
đó, mình sẽ quay vậy đó xong. Thì bây giờ mình sẽ ráp cái máy ngược thân lại, còn mình sẽ chạy lên coi to tốc độ lại được một lần nữa, ngon có giống cái cục thu sóng của thằng DB đưng không. Rồi mình mới mở máy lên, thì bây giờ các bạn nhìn nè, wifi có nhận rồi các bạn. Ôi rốt, wifi có nhận là ngon rồi. Hay wifi đầy đủ tất cả luôn các bạn, đầy đủ tất cả luôn các bạn à. Đấy thì mình ăn vô wifi của mình nè. À, bây giờ mình đo tốc độ nha, vẫn là FPT, cũng là chỗ về FPT luôn, xong. Và con số có vẻ nó vẫn như vậy, vẫn là 63.3 là đúng rồi. Tốc độ mạng nhà mình là 63 mà. Có 60m chứ các bạn. Đây 63.2, hồi nãy là 63.3, 4 không? Đây 62 thì chắc cũng không tiến thổi đâu. Nói chung là tốc độ ok đấy. Và mình sẽ cho các bạn xem cái việc này. Là khi mà các bạn gắn à, dây bạn lan mình không gắm vô nữa các bạn à, mình không cần gắm dây bạn lan vô nữa. Thì sao? Mình sẽ bớt được cái cục này. Bớt được cục này thì như thế nào? Tháo ra được. Tháo ra được. Đấy à, chẳng ơi, treo đồng trang ở đây. Đấy, tháo ra luôn. Thì chuyện gì xảy ra? Tiết kiệm điện, tiết kiệm diện tích, tiết kiệm dây và râu quá rồi các bạn, hai râu rồi. Đói quá không thấy nhỉ, thấy không bạn, thấy sao rất là tuyệt đúng không, một cái máy PC rất là gọn gàng đấy. Rồi này 63.3, 63 download và 63 độ plot ngon lắm. Rồi cái đó là cái wifi đúng không, bây giờ mình coi bluetooth nè, bluetooth đúng không, bluetooth đây, đầy có bluetooth luôn, đây có bluetooth là on luôn các bạn thấy ngon lắm. Rồi để xem ơi, mình vô bằng cái điện thoại mình thì nó có cái bluetooth không nha. Đấy có luôn rồi các bạn nghe nè, cái tên à, cái tên của mình đấy, để tên này Cooler Master PC có không? Có luôn này, đây ngon lắm, bluetooth ngon lắm đấy. Một cái bộ kit này 800.000 mà nó chỉ áp dụng cho những cái men mà có M2 wifi thôi cho bạn đấy. Rồi cảm ơn các bạn đã xem.